Nè nè nè. Từ từ từ. Đây đây. Đi đi đi. Để từ như thế. Đó, tôi thấy cái miệng lỗ không? Cái miệng hang không? Kìa 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 kìa, đó. Nè, cái miệng đó. Đây nè, con để cây đây làm dấu ha. Làm dấu là cái điểm gần đây đi. Đó đó đó, nó đứng nó ngoài miệng hang à, tôi thấy không? Thấy không? Lỗ. Không phải đâu. Không phải vậy. Không gì? Ông lỗ hả? Ma là người vậy? Hello quý anh chị và tất cả các bạn, quay trở lại video mới của Hiệp Vlog TV. Thì hiện tại Hiệp đang có mặt tại ở bên Cồn, gần nhà của Tiếu Tư quý anh chị. Thì hôm nay có một bạn trợ duyên cho chú Tư được 500k. Thì hôm nay mình trước là mình thăm tía, sau thì mình sẽ gửi cái phần quà của em Lon. Thì Hiệp xin cảm ơn em Lon đã ủng hộ cho tía Tư được 500k. Thì như mình đó, mình qua đây thường xuyên các bạn, lâu lâu mình nhớ là mình qua, mình hỏi thăm tía gạo này kia hết thì mình sẽ trợ duyên vậy thôi. Còn lâu lâu á mình mới qua đây mình quay clip hoặc là hai clip là mình sẽ về thôi. Có nhiều quý anh chị, có nhiều bạn comment nói tại sao anh Hiệp ơi, anh không để số điện thoại ở trên màn hình để mọi người ủng hộ tía Tư. Thì thật sự tía Tư có vợ có con quý anh chị, nhưng mà hoàn cảnh của tía Tư rất là nghèo. Tía Tư một tháng như vậy á là chỉ đi gặp á, gặp dưới sông vậy nè các bạn. Một tháng được chỉ có 4 lần thôi. Một tháng tía Tư đang được 4 lần, mỗi một lần được bán được chỉ có 100 nghìn đến 200 nghìn các bạn. Thì thật sự cách nay cũng khoảng 5-6 tháng trước mình đến đây mình ghi hình. Mình nghe cô chú ở đây nói ở phía bên đây có mộ cô gáo đỏ. Thì quý anh chị xem kênh mình từ lâu thì quý anh chị cũng biết. Thì lúc đó mình đến đây tía Tư chia sẻ rất là nhiệt tình. Thì mình cũng ghi 2-3 clip về cô gáo đỏ. Thì mình đã giúp được vong cô gáo đỏ về chùa rồi. Thì cô gáo đỏ vào chùa được vị thầy đặt tên cho cô gáo đỏ là tên Huệ gì đó, Huệ Hân hay gì đó, mình quên rồi. Thì cô gáo đỏ lâu lâu mình cũng vô chùa, hoặc là mình không đi thì mình kêu vợ mình đi vô đó nhang khói bông hoa này kia trong chùa quý anh chị. Còn như tía Tư thì lâu lâu mình qua mình nhờ tía Tư dẫn mình đi chia sẻ những cái địa điểm tâm linh quyền bí ngày xưa còn để lại quý anh chị. Và mình cũng muốn qua đây để cúng kiến cho các vong linh. Trước là mình làm phim, sau thì mình cúng kiến cho ông bà quý anh chị. Thì trước khi đi vô nhà tía Tư, thăm tía Tư, thì quý anh chị và các bạn của mình nhớ nhấn cho Hiệp xin mỗi một người một like ha, một lượt thích á, chỉ lên vậy nè các bạn. Quý anh chị và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mỗi khi mình đăng video lên YouTube, quý anh chị và các bạn thấy video mới của mình và xem ha. Còn gần đây có một chị ở Dũng Liêm ủng hộ cho mình 400.000, kêu mình đến ngôi nhà bỏ quan có hai lẩu thầy trò mặt đen đó quý anh chị, để mua dép và mua thịt heo quay. Thì thật sự lúc này mình đi quay những cái điểm mới mới không à, tại vì những cái điểm cũ là mình quay bị tuột view quý anh chị. Thì có thể một hai bữa nữa, có thể là ngày mai hay ngày mốt, mình sẽ tranh thủ mình mua thịt heo quay và mình mua dép đến đó mình trợ duyên theo cái nhu cầu của một chị ha. Thì chị không có nên hoang mang về cái phần 400.000 đó ha.
Bởi vì mình làm tâm linh mà, nếu một khi mình không nhận tiền của ai thì thôi, nếu mình nhận là mình sẽ làm quý anh chị. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình sẽ tiến hành vô nhà của Tía Tư ha. Và mình thăm Tía Tư mọi người. Ở đây là cảnh sông nước rất là tuyệt vời quý anh chị. Ở đây thì lúc trước chưa có cái bờ kè, nhưng mà gần đây có bờ kè rồi. Tía Tư kỳ rồi có kêu mình đợt sau đến đây thì con nhớ đi đường bờ kè. Thì thật sự mình gửi xe ở bên kia rồi các bạn. Mình bây giờ mình phải đi bộ vô nhà Tía Tư. Không biết hôm nay Tía Tư có nhà hay không nữa quý anh chị. Mình đi đại vậy đi. Tội nghiệp Tía Tư lắm mọi người. Tía Tư không có biết xài biết xài điện thoại, nhưng mà ai gọi thì Tía Tư nghe thôi. Còn như Tía Tư ngày xưa, Tía Tư nói Tía Tư không có đi học. Thành ra Tía Tư không có biết lưu số điện thoại và không có nhớ cái bất kỳ cái số điện thoại của ai luôn. Đặt thí dụ có ai gọi Tía Tư thì Tía Tư nghe thôi. Quá tuyệt vời ha quý anh chị. Giờ này mình qua đây 12 giờ trưa. Gần 12 giờ trưa rồi. Trời đang chuẩn bị đứng bóng quý anh chị. Ở bên kia là đất liền quý anh chị. Ở đây có tới 3 hòn đảo lận. Cũng như là bên đó là đất liền ha. Còn đây là hòn đảo thứ nhất. Còn qua cái trước cửa nhà chú Tư có một cái con sông như thế này vậy nè. Là có qua cái con sông đó là qua hòn đảo thứ hai. Qua hòn đảo thứ hai rồi qua hòn đảo thứ ba luôn quý anh chị. Hôm nay mình không có điện Tía, bởi vì mình biết Tía Tư có nhà quý anh chị. Chó hoài ta. À, chó người khác. Cắt cỏ cô. Dạ. Qua thăm Tía Tư. Cô thấy Tía Tư có nhà không? Tư Lý hả? Dạ. Dạ. Vậy con qua bển chút xíu nha. Đất phía bên đây hình như là của Tía Tư mọi người. Tía Tư tận dụng trồng dừa nè. Nhà của Tía Tư hôm nay có khách hay gì vậy ta? Mình thấy có một chiếc xe Honda đậu ngoài rồi quý anh chị. Hay là dân đi bắt ong ta? Ở đây dân đi bắt ong nhiều lắm quý anh chị. Họ bán được, đặt thí dụ họ hốt được 1 lít là bán được 1 triệu á. Mà thường thường những tổ ong là nó đeo ở trên những cái cây như thế này nè. Con chào Tía. Tía đang làm gì đó? Tía đang làm gì vậy? Rồi bữa nay làm gì có khách đến nhà đông quá vậy? Đợi đâu có. Sao xe nhiều quá kìa? Xe này xe ở dưới con ạ. À, của người ta gửi hả? Ừ. Rồi bữa nay mùng 5 tháng 5 thứ tư ăn gì? Trời ơi, có gì đâu ăn. Có ăn Tết gì không? Không. Trời ơi, sống ăn Tết không? Trời ơi, có gì đâu. Cho anh đeo mấy chút xíu rồi. À. Đi vô nhà tham quan chút xíu. Đi, đi. Chờ, rồi, chờ qua cái đợi chút, mình xào chút đồ của mình nhậu. Dạ. Rồi bữa hổm
con có nghe người cô ở gần đây á, nói Tía Tư ở cô đơn một mình, riết rồi Tía Tư cũng buồn. Con nghe nói Tía Tư chuẩn bị cưới vợ mới phải không Tía Tư? Không có đâu, nói vậy chứ trời ơi. Có không à? Không có, không có đâu. Cái người chị thứ ba nó hơi ở gì con mình mà không ấy, vợ con đi mà ở mãi rồi mà kiếm bà hữu hỷ. Dạ. Chứ thôi chị ơi, mẹ một mình đây sống còn không nổi đây. Sống nổi hả? Đó. Như vậy là bà chị của Tía kêu Tía cưới vợ đó chứ gì? Đó. Nhưng mà bà phải đưa tiền ra mới được. Người ta lưới có nhà có đó. Thì cho dựng má tiền cái rồi. Trời ơi, mà con gà hay dịch gì đó. Nhưng mà Tía Tư chưa có chịu ha? Không chịu. Nhưng mà đàn bà ở xóm mình là có không? Trời đó, thôi không được đâu, dân ra lưới ta giàu lắm. Ta giàu không hả? Mẹ con về nhà mình chắc ta không có vô nữa. Tía Tư đại gia mà. Trời. Rồi bà hổm Tía Tư dẫn con đến cái ngôi nhà bảo quan, Tía Tư vô trước. Tía Tư thấy gì mà chạy quá trời vậy Tía Tư? Trời ơi, hết hồn cái gì đâu mà giật mình giật mấy gì bẩn đồ trắng luôn. Trời ơi trời. Thôi. Cái đó là ma sống hay ma chết vậy? Ai biết đâu nè. Tôi lo tôi chạy mà. Dạ. Chạy muốn chết luôn. Trời ơi. Mùng 5 tháng 5 mà không có chuẩn bị gì ăn hết trơn vậy? Trời ơi, có gì đâu. Có cá kho với thịt đồ á. Ở trên người chị trừ ở cho đám dỗ nhà đứa cháu hổm á. Bà cho ha. Cho. Rồi hồi sáng này chạy đi mua. Mua cái gì? Nửa ký thịt bò. Trời ơi. Tiếp khách hả? Rồi tính xào với cải rồi mình nhậu chơi. Dạ. Vậy người nhà của con có gọi phải không? Rồi. Có nói là con hôm nay con qua ha. Rồi. Dạ. Bây giờ chú cháu mình đi lợi đằng ngay chỗ thì rồi Tía Tư có nói có cô nào mà lợi cắt cỏ thấy gắn gì đó đem lại đó cúng chút xíu rồi Tía Tư hai cha con mình về làm mồi. Rồi đi. Rồi. Và con cũng trao quà cho Tía luôn. Có một em tên Loan, người Việt thôi, ủng hộ cho Tía Tư là 500k. Bây giờ con trao luôn đi. Để hồi nhiều khi con quên con về Tía. Trời ơi. Mừng rất quá. Thì đặt ví dụ con có để số điện thoại cho anh á. Tới đây có ai trợ duyên thì con qua tiếp ha. Con gửi Tía tiếp. Cảm ơn con. Còn gạo Tía còn không? Còn được 10kg. Dạ. Khi nào gần hết con qua tiếp. Giờ đi. Dạ. Thật sự nếu mà con ở đây ở một mình như Tía chắc con buồn dữ lắm Tía. Trời ơi. Mà giờ cũng phải ráng chịu. Vậy hả? Chứ giờ ráng chịu chứ giờ làm sao giờ. Dạ. Hồi sáng chạy anh xem cái rồi mua chút đồ vậy đó. Dạ. Rồi không có ghé ngay chỗ mực. Ở đây nếu mà mình mua mực về nhà mình ăn là mua ở đâu Tía? Chạy nè. Ngay chỗ cầu luôn hả Tía? Ngay chỗ cái quán mình ghé hổm đó. Dạ. Cái quán dưới chỗ cầu ha. Cái quán của cô Hồng á. Mực bỏ hổm Tía Tư mua nhiêu ký ha? Trăm rưỡi. Trăm rưỡi. Dạ. Thì quen á thì cổ bán vậy. Dạ. Còn lạ đó, cổ thấy lạ đó. Thì cổ bán khác vậy hả? Nữa. Mà cũng lên 10.000 bạc hả, là từ 10.000 là trở lại chút đỉnh vậy ha. Chứ không có mà chặt chém nó như ngoài chợ ha. Không đó. Con hồi con ghé đó mua 1kg về cho vợ con á. Chạy lại chút rồi xách xe đạp tôi mua cho. Dạ. Chạy tốc hành. Dạ. Chứ gì đâu mà mình lại mình mua bả mừng đó. Bữa hổm Tía Tư tặng hai ba con gì đó. Về con con hả? Ừ, về nhà con dâu của con với vợ của con nó ăn cảm thấy ngon quá phải không? Dạ. Trời ơi, phải nãy vậy tôi biết vậy là tôi ghé okay. Tôi hướng dẫn rồi. Dạ. Mà mực của người ta chứ ở nhà tôi không em. Mực tôi không, nó lấy ở ngoài đảo á. Nó gì à? Bả đàn bà giá đó người ta bằng cái trời chưa à? Bữa nay không thấy ông nào ra đây cơ. Dạ.
Cái này bây giờ tính làm nó không cho trồng cỏ nữa. Nuôi cá. Giờ không phải nuôi cá, làm hồ bơi, hồ gì á. Khu du lịch hả? Ừ. Có không? Nó chuẩn bị. Chuẩn bị hả? Ừ. Như vậy là khu du lịch sinh thái. Không, sinh thái thì có rồi. Còn cái này chắc sưng nợ nữa. Mới có 2 tỷ rưỡi. Sưng nợ là sao? Bể nợ hết, thiếu 2 tỷ rưỡi rồi. Bỏ hổm á hả? Ừ. Hổm cái khu du lịch đó hả? Ừ. Rồi giờ làm tiếp. Làm tiếp nữa. Đợt trước ở bên đây có khách du lịch qua không? Có ai đâu, mẹ qua chém quá trời luôn. Chém làm sao? Trời ơi, bán gì có chút tỏi với chút hành hay gì á. Ba rau muống nè. Trời ơi, khu du lịch bên đó đó ha tí. Để hồi mình gờ lại đẳng mình quay cho quý anh chị xem, đứng ngoài quay được. Ngoài mình quay vô là thấy mọi người. Là cũng như là bán mắc hơn những mắc. Cái quán mà khu mắc. Du lịch chỗ khác ha. Mắc hơn bằng ba lần. Trẻ hả? Ừ. Trời ơi. Mắc quá rồi, bà con cô bác ai dám. Ông nào ra đứng á. Nếu mà dân có tiền họ cũng qua chứ. Thôi. Cắt ai cắt cỏ gì. Cắt cỏ, cắt rác. Cắt cỏ. Trời. Chắc không ai ra năm khi 10 quả mấy... ba người mà đem cỡ 6-7 triệu bạc mới có đủ rồi. Dạ. Chứ dưới không đủ rồi. Cắt cỏ, cắt rác. Nhà lạ thiệt ta. Nghe tiếng động nữa ha. Đó. Kỳ lạ thiệt chứ. Đâu có ai đâu. Đâu có ai đâu. Rồi hôm thứ tư thấy cái quảng hồng, quảng vít rồi hả? Hết hồn, hết vía hết trơn, trời chạy muốn chết luôn. Xanh mặt ngủ bằng đêm, còn mơ tưởng nữa. Mấy phút sau mới hết? À trời ơi mẹ, mười mấy phút sau chưa mới ra cày, cái ngon lành lại. đâu mất hết trơn à. Đi câu cá, câu mắm. Ông nào đứng làm gì trời trồng hả? Đứng làm gì? Đó đứng mà. Làm gì kệ anh ta? Mình đi bên ngoài mình mà. Mình đi ai làm gì mình? Ừ. Mà đâu có ai nói động tới mình gì đâu. Ừ. Mà mấy ông làm. Nhân mất cá hay là dân làm gì đó? Cỏ rác gì đó. Câu cá hay là mấy ông trong này ra câu cá gì á. Dạ. Yeah. Mà thấy mấy ổng tổng ra đi đảo đảo mất mẹ, ta không thấy ông nào nữa thôi. Dạ. Là chú sáp về ai thu hoạch? Trời ơi, cái ông này ổng mới ra rồi ổng thu hoạch á. Dạ. Sáp này nó muốn già, muốn lão hết trơn rồi. Nó dần dần là nó muốn già, nó chết. Trời ơi, muốn chết hết trơn, năm nay là 6-7 năm rồi. Dạ. Chứ đâu có gì đâu. Bên đây giờ có quê lỡ gì đâu. Dạ. Hồi nãy đi đường bờ kè đó thấy im quá không? Ừ. À, vừa gì mà trái ba lớn vậy mà. Ban đêm có ai ngủ đây nè phải không? Đâu có ai đâu. Nếu quần áo đó. Quần áo của ông này, ông qua rồi, ông đâu mất tiêu hay là... Ông đứng đâu ngoài hay gì đâu. Thế ông đứng ngoài đó. Như vậy là có người ngủ dữ ha. Chắc có người ngủ dữ quá. Hổm ra tôi không có lên chỗ này nữa. Về có đồ rồi trong á. Đồ đạc nó không. Mà ổng ra đây sao mà không thấy xe thấy cộ gì. Không thấy xe thấy cộ gì đó. Dạ. Nhà này con thấy cảm thấy nó mục tí rồi. Trời ơi, trên 20 năm rồi. Phải không? Ừ, bởi vì cây này tôi hỏi là cây ở đâu xã ông Đức á. Dạ. Mới đem gì dựng dày ở đâu ở trên xã trên 10 năm. Rồi về đây nữa. Rồi như vậy là mọt mối ăn hết trơn. Rồi bây giờ họ lót tôn ở trong, họ dừng dách, họ ở đỡ gì đó. Chứ thật sự nó mục hết trơn hết tí. Mối mọt rồi hết trơn rồi. Mấy ổng này giờ làm.
Trời. Còn cái điểm này là lúc trước té hoài nè, phải không? Ừ. Lúc trước con thấy có ai cúng kiến đây nè. Ờ, đó, 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 bánh nè. Nè, tùm lum nó cúng đồ heo, đồ hổm ị ị nè. Cúng gần đây nữa hả? Ừ. Nè, ông chủ nhà này nè. Đem đồ heo, ông cúng, ông có kêu tôi lên á. Dạ, rồi tôi lên. Cúng ở đây nữa. Ờ, tôi lên, cái rồi tôi thấy thôi, tôi nhậu không được, tôi gì à. Dạ. Nó không gì đó. Dạ. Tôi nhậu có nửa ly. Dạ. Du lịch Sơn Trang mình đứng ngoài mình quay vô nó cho không? Tôi không thấy ai quay mà tôi không có thấy người nào hết trơn. Dạ. Có gì đâu. Ừ. Mình đâu có vô phá gì đâu ha tí. Ừ. Mình đâu có nó động địa gì đâu mà. Cũng như là khu du lịch là ở bên đây với cái khu nuôi cá hồi nãy là chung. Khác à? Khác. Khác chủ ha? Ờ, à, khác chủ. Ừ. Ở cái hàng rào này mà ổng sửa lại đó ha. Dạ. Ổng nâng cấp lại đó ha. Ờ, nâng lại đó. Còn hổm cái cô nào cắt cỏ đâu? Trên này một chút. Vậy ha? Ừ. Thấy rắn bự lắm á. Ừ, nói hỏi thăm tôi nói hỏi á. Dạ. Con rắn bự lắm mà nó chạy, nó bò á. Dạ. Rồi nó chết dắt luôn á. Trời ơi. Ừ. Mà mấy cái lỗ đất đất này cái ghê quá, sắn rú cây. Sắn dây trồng đó ha? Ừ, mấy ổng này, chắc mấy ổng chiết ra mấy ổng trồng á. Dạ. Chứ ai đâu mà lại đây mà chiết. Dạ. Trồng. Ờ. Này, cái bờ này nè, bữa hổm là đi không được nè. Hai bên cỏ này nó cỏ hổm ba ngập đầu ngập cổ, xe ông đa chạm được mà xe đạp chạm được nó cỏ mà nó gạch là chảy máu mặt á. Dạ. Rồi bữa nay là chắc bớt hết rồi. Dạ. Trời ơi, cái đường này mà giờ đi được đường bển là mừng hết lớn rồi. Hết lớn ha. Hết lớn rồi. Hết sao mà. Hết sao mà, sao gì hết rồi. Hết sợ. Giờ hết sợ ma rồi. Dạ. Hồi đó tống lỏng, tống liễu. Dạ. Cái bữa đó, tôi á, tôi ở trên xếp, tôi đi về. Tôi đi về cái là, cái cô đó, ở dưới này đi lên. Dạ. Mà bạn áo cái áo bông thì ở trong, cái áo bông đỏ đỏ á. Dạ. Thì ở ngoài tôi thấy tôi tránh, tôi chạy xe đạp đi gì à, cái thiệt luôn hả tía? Trời ơi, tôi ngã xe chết chất luôn. Dạ. Đó, cái rồi tôi thấy tôi chạy gần tới thì sao cổ xuống mé này, cái rồi cổ đâu mất tiêu rồi, còn tôi nằm ở trển. Dạ. Rồi cái đứa cháu tôi, đứa cháu con của thằng thứ hai á, thằng ở đùi á, nó chạy xe ở trển, nó chạy xuống nó ra sao bắt thư nằm tay, nó la làng lên xóm lên, thì con cháu tôi tràn ở trển tràn xuống kè tôi về, mà mới có 3 giờ chiều mà trời mưa râm râm. Vậy linh dữ vậy trời. Trời ơi, tận đó tôi hết hồn hết vía rồi, bà con cô bác cái tinh khém người ta có chạy xuống thăm. Mới 3 giờ chiều hết chứ hết tí. Ừ, 3 giờ chiều. Như vậy là mai cũng hiện lên ban ngày vậy? Ừ. Với 12 giờ trưa rồi bà con cô bác người ta cũng thấy vậy. Dạ. Rồi có bà con cô bác ở trên khém ta có chạy xuống. Dạ. Tri hô lên rồi nói tôi bị dưới này sao thấy cái vụ gì mà té chết giấc chết giả nè. Dạ. Rồi người ta chạy xuống thăm. Còn cô gái cắt cỏ là ở gần đây là sao? Cô đang cắt hay sao? Cái cô gái này là đi chuẩn bị đi, nó đi cắt cỏ. Dạ. Rồi nó dòm nó thấy rắn. Dạ. Đó. Thấy rắn bự không? Là bự lắm. Dế vậy hả? Ừ. Nó bự là nó ra rắn bự lắm, hết hồn nó ngã ngang chết giấc. Cũng gần đây luôn. Đây. Ngay chỗ này. Đi. Đây. Cái cháu mình đi. Ừ. Nó. Phải rồi, đường này không có bóng người đi. Trời ơi bóng gì? À, ít ngày nữa đây là một hồi năm ngoái tôi chạy xe đạp còn trợt bánh á. Dạ. À, rong á. Cỏ che ha. Ừ. Cỏ này nó ít ngày nữa thôi, không đi chừng 10 ngày nữa ngập đầu. Dạ. Cái gì đâu. Rồi cuối này trời giông nó ngã. Dạ. Nó ngã bít đường đi hết trơn rồi luôn. Dạ. Nè bạn này nó tét á. Dạ. Ngã cập xuống đây.
Nó ngã sụp xuống đây cái rồi ta chạy lên ta nói với anh em thế này nè. Cái rồi cưa. Nó cưa dẹp đường cho anh em ta đi. Chứ có ai đâu. Bây giờ mà ở ngoài thì bờ kè rồi thôi. Mà mấy trong này giờ nó ngã rải cây thúi cây giờ cũng không ai nói. Đây. Người ta không đi nữa, người ta không có nói ha. Người ta không có đi nữa, người ta không nói. Đó tôi thấy tại chỗ này. Đó. Rồi thì tôi chạy xe máy cái co này, tôi chạy có cái co này nè. Tôi thấy tôi hết hồn rồi. Mà trả lại cũng không dám nữa. Tướng cao không thế? Cái người đó hả? Cũng cao à, người đàn bà. Tôi nói cái người đàn bà tưởng đâu là cái người đàn bà cắt cỏ đây. Trồng cỏ. Tôi thường khi là tôi cũng thấy người đàn bà trồng cỏ tới lui đây nè. Tôi nói người đàn bà trồng cỏ. Mà trở tới lần tới rồi mẹ mất tiền. Trời ơi trời. Tôi mới hết hồn, hết vía, rồi xe máy của tôi đó, thì nó ngã trên này. Tôi hết hồn, tôi ngã ngang qua đây luôn. Xỉu luôn. Hết hồn, hết vía rồi. Có cái gì trời rồi, con nghe nói con rắn thì chỗ trên này. Đứa cháu cắt cỏ ở đây, nó nói trễn. Trên này chút. Cái tuyến đường đan này nó không có xa mà nó xảy ra nhiều chuyện tâm linh quá ha. Chỗ này... chỗ này mà bằng đêm mà giờ ở trên khém nó bằng đêm mấy chú thanh niên hay là mấy ông già nó trên khém sao tôi gan quá tôi dám chơi chặn dạng tôi gì à. Tôi nói tụi mà bậm gan đi đại chứ ai đâu không lẽ giờ ngủ nhà người ta. Đó cái rồi mấy ổng nói mà cho mấy ổng giờ 1 triệu bạc mấy ổng đi dắt giờ đi xuống đây cũng mấy ổng cũng không dám đi nữa. Không dám đi luôn. Không dám đi mấy ổng nó không dám đi. Tôi nói tôi đi đại tuy không thấy ma nhưng mà họ không dám đi luôn. Bởi vì sầm phất á. U ám quá. Mà 10 người người ta nói đủ 10 người. Chứ không có mà mình tôi nói. Đó. Cắt cỏ trong này nè. Rồi anh em này cũng có cho mượn ghe. Mượn đồ á. Cắt cỏ. Mà cắt cỏ thì đi đường trong á. Xe chạy đường trong đó đó đó, đó nè nó nói chỗ này nè thấy rắn hả? Thấy rắn ở trong hả tí? Rắn nó đi đường đan trong á. Đường trong đan đó, trong đó là khu du lịch ha. Nè từ cái hàng rào tới vô của mấy ổng á. Như vậy là cô gái đó cắt cỏ trong đó thấy con rắn không á, ở trên cảnh đi xuống. Rồi dòm thấy rắn bò. Cũng như là cổ đi đường đan ở ngoài đó ha. Đường đan trong này. Đường đan trong đó. Cổ thấy trống luôn. Trời trời. Cái ở trống có cái đường đan nha. Đường đan thì dành đường đan đó. Mấy ổng đi á. Đường đan đó dành khu du lịch ngày xưa nó đi đó. Đúng rồi. Còn khu du lịch là khu Sơn Trang nhìn thấy đẹp lắm mà. Hoạt động được mấy năm mà bỏ thế. Cái này hả? Mà bỏ năm nay cũng mấy năm rồi, rồi làm sụp sụi rồi không có ai mua ăn uống gì đó trơn á. Vậy làm lỗ luôn hả? Lỗ luôn, mà không làm cái này lú ra cái gì cũng lỗ. Không nghe nói là không có thu hoạch gì được á. Trời ơi. Vậy làm lỗ không? Lỗ không? Yeah. Hồi đó hả cái đường này đó. Đường đi có bà lớn nè. Cái đường đan này nghe. Mà đường đi có lớn nè. Hai bên vậy là rau mui. Cũng đường đan luôn. Đường đan này. Mà rau mui. Đường đan nhưng mà trước kia là đất ha. Đường đan luôn. Cũng đan luôn. Mấy ổng lót có 5 tấc. Không có. Lót bự vậy luôn nè. Cái rồi rau mui bên đây nó bò qua bên đây bò lại. Nó cao ngập đầu luôn. Trời ơi. Rồi cái đường đi được mình đi cái đường mòn á. Từ rồi có người đi xe đạp. Rồi có người đi Honda đó. Thì người ta chạy trên ba cái đọt rau mui nằm nè. Người ta chạy tỉnh. Chứ đâu có phải về dọn tống như vậy sao. Cũng có cái đường đan còn dày. Mà không ai dọn. Vậy đó. Có mấy hộ không dọn. Bây giờ kêu ông nào cũng lắc đầu. Sợ hả? Sợ. Sợ rắn hả? Sợ rắn rít đồ á. Người ta sợ. Ở đây có rắn lục đuôi đỏ không tía? Trời ơi nhóc luôn. Đuôi đỏ mấy năm nay sao nhiều quá ha. Trời thứ bự mà nó có hai cái răng cửa bự lắm nha. Con đó là kêu bằng con chằm bạp á. Vậy hả? Trời ơi trời.
mà nó chạm con nít ở đây cũng nhiều, mà người lớn đây cũng nhiều lắm. Có ảnh hưởng gì không? Có, là nghe nói là vô nước biển. Yeah. Vô nước biển hết. Yeah. Nói vậy đó. Còn mới bằng đầu tiên thì hết hồn hết vía, nó chết. Còn cái giống này là trước kia là ở đâu nó thả? Không đó? Biết ở đâu nè. Trung Quốc phải không? Nghe đồn nói vậy, nó Trung Quốc thả. Dạ. Yeah. Cái này là bằng đêm mà xách dần pin đi soi cũng có nữa. Ừ. Bằng ngày mình không thấy ha. Bằng ngày thì nó chậm đi ha. Dạ. Bằng đêm nó lẹ, mà con rắn lục đuôi đỏ bằng ngày. Không phải nó chạm đâu, nó chạm con nít người ta tên này rồi. Dạ. Nó lẹ lắm ạ, người ta ruột ta đập nó không kịp ạ. Bằng ngày hả? Ừ. Rồi. Mấy đứa nhỏ cọt kìa nè, nó đá banh nó chơi á, tới banh nó rớt ngay chỗ con rắn. Dạ. Cái đứa nhỏ nó nhào xuống nó lộm tới banh. Nó quất nhỏ đó, cái nó la lên thì ông nội của nó chạy cầm cái dao chạy ra thì con rắn lộ cái đẹp mất tiêu. Dạ, nó lẹ quá ha. Ừ, lẹ lắm ạ. Nó chạm mình rồi nó lẹ. Còn mà mình thấy nó rồi mình đừng động địa nữa, mình chạy vô nhà mình lấy cây lấy dao ra chặt nó, cũng nó cũng nằm cái chân nó chịu à. Con nghe nói con rắn đuôi đỏ mà cái đầu nó nhỏ nhỏ vừa vừa thì nó cắn mình không có sao. Đặt cái dù mình đi vô nước biển là khỏi. Ừ. Còn con mà chầm quạp, tí nói có hai cái răng nanh bự á. Ừ. Nó cắn mình, nếu mà mình đi không kịp là mình sẽ chết á. Ừ. Bữa hổm tôi chém một con. Ừ. Cậu bà lận. Cắn cái ha. Ừ. Mà cái đầu bự lắm nha. Cái mình bằng ngắn cái là cái đầu của nó gấp đôi luôn phải không? Đúng rồi. Trời giò vậy ha. Con mắt phù lô cái ghê lắm mà. Dạ. Bữa hổm tôi chém ở tại nhà. Nó vô nhà luôn. Nó vô nhà cái bằng đêm trên bộ giạc tôi nhảy xuống thì tôi xách cái đèn rồi tôi rọi giáp vòng rồi. Yeah. Rồi tôi thấy tôi rọi ra bẻ cửa, tôi thấy nó nằm á. Yeah. Rồi bằng đêm tôi ngủ, tôi có cái dao ở để đâu nằm á. Thủ ha. Tôi lấy cái rồi tôi chạy ra tôi lấy cái dao tôi chặt nó một cái đứt làm hai. Đứt cái đầu rồi liền vậy mà cái đuôi còn cái sáng nó mới chết nha. Trời. Còn nhúc nhích nha. Tí có đem cái đầu đi đốt không? Tôi không có đốt, tôi xách gì đầu gì mình, tôi giục trong cái đám lá không ai lội á. Dạ. Tôi giục cái trọng á. Lỡ cái mai mốt của mình lội vô mình đạp đâu có ai đâu giá ai đâu lội đám lá đó ai đâu lội đâu muốn ai lội có ai lội muốn ta lội đâu người ta cũng lội. Sau này mình làm rớt cái đồ gì đó cái mình lội vô rồi sao? Trời ơi đâu có ai làm rớt được cái đường từ lúc trong lá mà vô cái chỗ này đâu ai đâu mà lội. Yeah. Muốn ta lội đâu ta cũng lội cười chết đi. Còn ở đây đâu có mà con rắn lớn. Dạ. Chừng ký nửa ký trả lại cho tôi độ rắn lãi, rắn đồ á. Như vậy là cô gái đó thấy con rắn đó là có thể là ông bà hiện ra cho thấy quá. Ừ. Biến quá đó. Ừ. Chứ đâu có ai đâu mà đây. Mẹ người ta đi ruộng cái này tại trồng cỏ nè. Anh em này nè, cho trồng cỏ trồng đồ nè. Chứ đừng cho trồng cỏ là trống lỏng thôi ha. Dạ. Đó. Chứ đâu có đó cái đường đá anh trống hả? Dạ. Đó cỏ ở đây nè, hồi đó là nó cao hơn cỏ đó đó. Dạ. Đó. Có ai khu đâu? Du lịch Sơn Trang phải không? Sơn Thái hơn gì á? Sơn Thái à? Sao giống Sơn Trang quá vậy? Trang gì luôn thấy gì đó. Đó. Thấy đẹp lắm thế. Ừ. Mà tôi ở đây vậy chứ tôi không có vô chốn đó. Đó giờ không có vô. Không. Sao vậy? Và tiền bạc đâu vô? À. Rồi chỗ anh em ta giữ thì mình vô mẹ nhiều khi bị rầy đồ mất lòng quá. Lỡ có gì mất công ha. Mất công á. Lỡ mất cái gì này kia. Tôi ở ngoài này tôi đi tới lui tôi đây tôi lên trên xém tôi chơi rồi tôi chút một tiếng một ngày nửa ngày tôi về vậy thôi. Rồi có ai rủ tí vô chơi không? Không. Tuyệt đối. Trời, tí ở đây là thổ địa mà mấy ông nó dở quá. Thôi. Dở gì tôi mà rủ mà tôi cũng không dám vô luôn. Sao vậy? Thôi. Tôi không có chịu mà vô chỗ đó. Đâu có em út gì đâu mà sợ thế. Thôi. Ăn uống bình thường phải không? Ăn uống bình thường. Ừ. Rồi anh em ta mà ngăn ta bỏ thùng, bỏ đồ trống á. Dạ. Tùm lum á, thùng á. Đâu có ai đâu. Ồ, nhãn này là kêu bằng nhãn gì tía? Nhãn tiêu có, nhãn gì ố tùm lum hết trơn à. Mà mấy ổng cắt bớt rồi đó nghe. Dạ. Mà mấy ổng vậy đó, mấy ổng muốn cho có trái cho à. Tới mùa mình à... Không có tới mùa. Không mùa màng gì mà ổng cho có trái là có trái rồi chứ không mấy ổng cũng hay quá ha. Hay kỹ thuật mà ổng hay. Dạ. Mấy ổng siết nhánh siết gì á. Dạ. Rồi xịt thuốc xịt gì á hay lắm. Dạ. Đó. Là cái này là Sơn Trang đó ha. Ừ. Hay. Trong đó là khu du lịch sinh thái của anh chị. À, đó. Giống hả? Như khu Sơn Trang của Hạt Vlog ngày xưa đã từng quay một điểm đó các bạn.
Ở đây thì ban ngày còn muốn lạnh giò. Ừ. Ban ngày tôi nói mười ông ở trên Tinh Xém với Bến Phà đấy hen. Là ông nào cũng nói tôi la tôi. Dạ. Hồi mẹ nói mẹ kiếm gì tên này ở, mẹ ơi, ở mày ở cái chỗ đó mẹ mày chết ta không ai hay đâu nè. Đúng rồi. Rồi bằng đêm bằng hôm rồi đường đi bây giờ mẹ biểu ta đi bằng ngày ta không đi á. Tí mà lỡ có gì 2-3 ngày người ta mới hay thú. À đó, đó đó, mẹ ông rầy ra. Rồi mẹ ông rầy ra dữ lắm. Dạ. Rồi, khu dân trang nè quý anh chị. Quá đẹp luôn. Rồi mình đi ở ngoài này được nè, mình đừng không có đi vô trong. Mình đâu vô làm chi tiếp. Ờ, đâu vô trong chi anh em ta. Dạ. Ồ, quá đẹp luôn mọi người. Thường thường ở dưới cái ao này trước kia là họ có nuôi cá không? Đã có. Có nuôi cá rồi cho anh em ta câu nữa. Câu rồi đem lên nhậu luôn ha. Không có à. Câu bán à. Bán ký vậy là nhiêu à, hả? Ừ. Rồi mặc nhậu luôn. À, mà mình muốn nhậu nhậu muốn sách gì mình à. Có đó quyền mình rồi. Vậy là mấy ông tính tiền. À. Ừ. Mà tôi thấy mà cái đầu cá trê thì lớn nhất mà cái mình không có. Vậy hả? Ừ. Đói hả? Đói. Trời. Cái đó thì móc mồi thả xuống thì cá ăn liền. Dạ. À. Là chỗ này trống trống ha này nè. Dạ. Hồi đó mà mấy ổng mấy đồ ra đây bán cái gì đàn ông cái gì đàn bà đồ á. Bán gì tía? Đủ loại. Nghe nói thịt bò, thịt trâu mua gì có nấy. Dạ. Rồi gì đàn bà, gì đàn ông trên 10 người à. Để đứng bán hả? Ừ. Mà đó. Cái người mua có không? Nhiều không? Người mua thì không có. Người bán thì nhiều. Ừ. Rồi vậy là phá sản phải à? Ừ. Nghe nói là sáng ra chiều gì à? Dạ. Rồi có người hai người ở đây. Dạ. Giữ. Rồi từ cái ngày mà mình nghĩ hôm nay cũng mấy năm rồi đó, là không thấy ra không đi bằng chỗ khác mình cũng không biết nữa. Dạ. Thấy lạ lạ không mẹ, đàn bà có cô gái ăn tay ni không ai hỏi chạy xe đậu đi nè. Đẹp đẹp không hả? Ừ. Dạ. Rồi, bán gì tía? Bán đủ đồ ăn nhậu lẩu đồ á, đủ thứ hết à. Trong nhà này ha. Rồi thời gian rồi cũng phá sản luôn. Ừ, phá sản luôn. Nó bận áo với cô về tao đi người ta bước tướng. Cũng mà bẩn áo lạ luôn mà đứng dòm dòm đằng này người ta cũng dòm hoài giờ mới. Chú đó ngày xưa đi bộ đội phải không tía? Không có. Sao chân ổng bị hư chân phải không? Nó ở thượng hồ. Thượng hồ hả? À, thượng hồ người tay chân cao quá gì á. Dạ. Ra đây với bẩn có ở rồi ngủ dám ngủ còn đêm không nữa. Ê gì tía nhà này ghê quá vậy tía, giờ chứa đây coi, để con coi cái bông này coi có bông không. Ghê trời, hồi nãy có ai đập cái đùng của anh chị tía tư về. Mình không biết người ta hay là ma nữa. Vậy mình có thể đi ra ngoài cái ngôi nhà quan này, mình bày đồ ra mình cúng, mình giao lưu với cái vong này. Mình không biết vong lạ hay là vong đợt vừa rồi quý anh chị. Nếu mà gặp được vong vừa rồi thì mình sẽ phiên họ sẽ buông bỏ hết, chứ làm vong linh nhát người ta giữa ban ngày như thế này thì rất là nguy hiểm. Thứ nhất là từ ông rất là sợ.
đổ bông hồi nãy đâu rồi ta? Quá wow, vừa nước quá trời cả nhà ơi. Tí nữa chắc mình mượn cái dao của tía ra mình chặt vừa nước và review cho quý anh chị xem luôn quá. Quá đã luôn. Nếu mà mình chặt được một buồng như vậy là mình lội xuống các bạn, chân cẳng vô hết. Gì vậy? À, cái bông của hổm chứ đâu. Mẹ là người vậy? Đi tướng người cười cho ta. Có phải nhà ngươi hồi nãy làm cho tí tư sợ không? Nếu phải thì gật đầu cho tôi biết đi, rồi tôi cúng kiến cho nhà ngươi, rồi nhà ngươi giao tiếp với tôi nha. Gì vậy? Cuộc đại chiến gì vậy? À, quăng mặt cái gớm không? Muốn đại chiến phải không? Đại chiến qua đây, quánh cho dè phát lọt cái dũng luôn. Ở đây. Vô đây tôi quánh cho một cái lọt xuống cái dũng luôn, đem lên nấu canh chua luôn. Cầm cái cây và đặt tấn công nữa ha. Hello bông nha, anh em mình giao lưu đi. Gì vậy? Không nên làm việc ác nha. Đâu đó ta? Vòng này đeo dài ba ta ba hổm nè. Vòng này đó. Còn sống hình như là làm bên nghề đội mai táng của anh chị. Đâu ta? Đi đâu đó? Ồ, nắng quá trời các bạn. Thật sự cũng ở đâu cũng gặp nắng. Thì ok, mình cúng ở trên cỏ đi.
Trời trời trời, ông gì ta? Dì? Ông vẽ hai con đó luôn quý anh chị. Ghê hả? Nguyên tổ luôn cả nhà ơi. Nó bay ra ngay chốc ngay chỗ đồ mình cúng luôn các bạn. Không lẽ ngay cái vị trí đó là ngay cái tổ ong ta? Bay quá trời luôn, bây giờ mình không dám lại lấy cái máy luôn các bạn. Giờ sao ta? Trời 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 trời. Mình ngồi ngay cái hang ong luôn quý chị. Ong dẻ. Ôi má ơi. Lựa đâu không lựa mà lựa nghe của ông gì dễ trời. Chết rồi. Sao mà lấy cái vỏ được ta? Hồi nãy nếu mà mình đạp ngay cái hang đó là nó quánh mình à. Chết rồi anh chị. Ông vẽ nó quất chín dít là đứt á. Ngay cái lỗ đó các bạn. Ok cái vỏ bánh đó mình bỏ luôn các bạn, không nên lấy. Quá là nguy hiểm quý anh chị. Hồi nãy con thấy nguyên cái tổ ong đó tiếp, mà con tính là ổ ong người vẽ. Như vậy là con tả là tí nói là ổ ong đất hả? Ổ ong lỗ. Ông lỗ là nó quánh mình sao? 10 mạng cũng chết luôn. Trời trời. Bước thập cái lỗ một cái dùng mình cỡ cái nia vậy. Dạ, như vậy là cái miệng lỗ nó trên nó hơi nhỏ ha. À, đúng, đúng. Nhưng mà nó nằm ở trong. Ở trong nó bùng ra luôn. Nó bùng giống như cái lu vậy ha. À, rồi. Trời ơi. Bước thập cái lỗ. Tí đừng có đập, tí đừng có đập. Ở đâu có tôi chạy cho mới móc người ra đây rồi. Đây là ông gì? Ông Nghệ dạ. Ủa ông Nghệ không sao con? Ông Nghệ cái đó nó quánh bình thường mà. Con sợ cái ổ ong này nè. Con nói là ông gì vẽ. Không phải hả? Không phải đâu. Nè. Từ từ như thế. Đó, tôi thấy cái miệng lỗ không? Cái miệng hang không? Kìa. Đó. Nè, cái miệng đó. Đây nè, con để cây đây làm dấu ha. Làm dấu là cái điểm gần đây đi. Đó, nó đứng nó ngoài miệng hang nè, tôi thấy không? Thấy không? Cái lỗ. Không phải đâu. Không phải.
Ông gì? Ông lỗ hả? Đừng lại gần nha tía. Ừ. Để cây đi. Ta nó 100 người còn chết hết. Có ai chết chưa? Chết nhóc luôn. Gì ghê vậy? Ừ. Ừ, ông lỗ luôn. Dạ dạ. Vậy hồi tía tiêu diệt nó nha tía. Ông nội tao đi kêu người ta lại chất rôm á. Dạ dạ. Rôm thứ này thứ kia đốt một ngày mấy nữa. Nó quánh mình bao nhiêu dít tía, tía chết tía? Ông nói là không có nói điếm dít. Vậy hả? Bức sập lỗ nó rồi hen. Rồi nằm mình nằm tại chỗ cho nó đánh luôn chứ đi hết nổi rồi. Dạ. Trời trời con hên hen. Trời hết thiệt. Dạ dạ.